Rồi, xin chào tất cả các bạn thân yêu của tôi. Thì chương trình hôm nay là cái chương trình mình cũng mở thôi. Thì trước tiên thì tôi cũng nói về ngày hôm qua thì là có cuộc họp báo của Công an thành phố Hồ Chí Minh nói về cái vụ mà cái bọn mà phản quốc, mình gọi là bọn phản quốc, nó đang ném bom vào công an phường 12 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm qua đã tóm được một 8 tên tất cả và khởi tố 7 tên, và một tên thì là vì là người ta bán cái thuốc nổ cách đây cũng 10 năm rồi cho nên hết thời hạn điều tra rồi, cho nên là mình khởi tố 7 tên thôi, chứ còn 3 tên nữa hiện nay đã biết danh tính của 3 tên đó và hiện nay đã đang truy nã. Thì cái cuộc họp báo đó có về phía thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Thiện Nhân là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Thành Phong là phó bí thư thường trực thành thành ủy kiêm coi như chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Còn về phía công an thành phố Hồ Chí Minh ngoài các trưởng phó phòng ban thì còn có ông giám đốc Lê Nguyễn ông giám đốc Nguyễn Nguyễn Hồng Phong là trung tướng giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh và thiếu tướng Phan Anh Minh là thủ trưởng cơ quan điều tra kiêm phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Thì là cái vụ án này xảy ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2017 2018. Đó là cái ông giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh là trung tướng gì cũng là trung tướng gì Hồng Phong ấy, thì mình cũng 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 quên quên cái họ rồi. Thì là bọn chúng ném cái gọi là cái chúng ném bom vào cái công an phường 12 quận Tân Bình. Thì là sau đó công an thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực truy xét, thì khi mà chúng theo cái camera giám sát đó, ở các tuyến đường thì công an thành phố Hồ Chí Minh truy xét thì bọn chúng có hai thằng khi mà chúng đã bom ấy, chúng nó chạy về về cái khu vực chợ Bà Triệu, chúng nó là thay quần áo sau đó coi như là chúng nó theo cái camera thì là công an mình theo dõi thì chúng nó chạy qua cái cầu Sài Gòn và qua cái trạm thu phí Đồng Nai và đến cái khu vực gọi là giáo xứ Kẻ Sặc ở giữa khu vực Hồ Nai tỉnh Đồng Nai. Do đó cho nên công an thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công an Đồng Nai đã tiến hành coi như là điều tra và truy xét, cuối cùng là bắt được cái thiếc mắt đầu tiên là bắt được tên tên Thành sinh năm 1990, và sau khi mà truy xét tên Thành cái hôm đó bắt tên Thành thì theo thiếu tướng Phan Anh Minh là chúng nó đi dự cái hội chợ trái một Thành và cùng một số người bạn đi dự cái hội chợ trái cây ở Đồng Nai. Nhưng mà khi bắt Thành thì cái bọn mà bạn bè của Thành thì cũng kéo đến công an mà gọi là huyện Trảng Bom, thì khi mà đưa công an Trảng Bom thì cũng kéo đến công an huyện Trảng Bom để mà nó như một lần trước đòi đòi người, cho nên là công an thành phố Hồ Chí Minh mới đưa Thành về về công an thành phố Hồ Chí Minh để tra xét, và sau đó thì đã tiến hành bao vây và khám xét và bắt cái người cha của Thành tên là Khanh sinh năm 1964. Thì là cái cuộc khám xét của nhà tên Khanh ấy, thì chúng nó có rất nhiều những cái chất nổ TNT nó bao quanh cái cả nhà, cho nên phải nhờ kể cả cái ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai và công binh rà phá, và trong vòng 4 tiếng đồng hồ thì mới gọi là mà và kể dùng cả chó nghiệp vụ nữa mới khám phá và khám khám xét xong nhà tên Khanh. Thì công an thu giữ được 38 cái kíp nổ và 10 cân thuốc nổ TNT. Thì như tất cả các bạn đã biết là chúng nó chế tạo hai quả bom ở cái mà chúng nó gài ở cái công an phường 2 quận Tân Bình ấy, chỉ có 200 gram thôi, thì như là ví dụ còn 10 kg chất nổ nữa thì là theo kế hoạch của chúng nó thì chúng nó sẽ ném bom vào công an tỉnh công an ở Biên Hòa, và chúng nó còn dùng cái truy sát những cái cán bộ của công an ở các tỉnh. Mà chính ra là cái, và sau khi mà truy xét
bắt được được cha con tên Khanh và tên Thành, thì là công an tiếp tục điều tra và bắt được một cái tên, tôi cũng quên tên rồi, một cái tên mà nó cha con Thành Khanh Thành đấy, mới tức là để cho cái tên này chế tạo ra những cái trái bom. Tên này là cũng ở tạm trú ở cái khu vực Trảng Bom, nhưng mà quê thì ở gốc Nghệ An. Và tiếp theo là bắt được một cái thằng ở cái đường Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, mà cái thằng này là người trực tiếp ném bom vào. Tôi thằng này tên là Nam, nhưng mà ở phường, tức là chính ra là chúng nó không ném vào bom vào cái cơ công an phường 12 quận Tân Bình đâu, mà chúng nó ném vào cái trụ sở công an thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhưng mà chúng nó xét thấy và ném vào trụ sở công an của thành phố Hồ Chí Minh thì nó khó khăn, nhưng mà ở cái công an phường 12 đó nằm ở trên đường Trường Chinh, thì cái vị trí đó thì là cũng vắng người và nó dễ tẩu thoát, cho nên là chúng nó quyết định chúng nó ném bom vào cái công an phường 12 quận Tân Bình đó, thì là cũng gây thiệt hại một số tài sản, cháy xe máy và làm bị thương nhẹ 3 người ở trong cái công an phường 12 đó. Thì cái mục đích của chúng nó cho chúng nó để kích nổ khi mà ví dụ có đông những người dân đến giao dịch, hoặc nhưng mà nói chung là cái này nhà chúng nó nổ sớm, cho nên cái âm mưu của chúng nó rất là thâm độc, để mà gây ra cái tổn thất lớn cho những cái cán bộ chiến sĩ công an và cho những cái người dân mà khi đến giao dịch ở công an phường 12 quận Tân Bình. Đấy là thì tiếp tục công an truy xét thì là bắt được 4 tên ở huyện Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông. Thì trong 4 tên này thì có 3 tên thì là chúng nó cũng bán thuốc nổ cho những cái bọn này từ ngày xưa giờ rồi. Nhưng mà lần này thì tức là chúng nó cũng không biết là bán thuốc nổ để mà cho cái cha con thằng này nó dùng cho khủng bố, cho nên là công an chỉ truy tố chúng nó về cái tội coi như là tàng trữ cái chất nổ trái phép và mua bán và tàng trữ chất nổ trái phép thôi. Vâng, thì hiện nay coi như là tổng cộng coi như là bắt được 8 tên, nhưng mà một tên ở trên huyện Đắk Mi ấy, thì chúng nó cũng tức là thằng này nó cũng bán thuốc nổ, nhưng mà cách đây nó 10 năm rồi, cho nên là cũng không khởi tố cái thằng này. Còn hiện tại là cũng ba tên nữa cũng tham gia vào cái vụ mà ném thuốc nổ ở công an phường 12 quận Tân Bình, thì công an đã xác định được cái danh tính của ba tên này, và hiện nay coi như công an thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công an một số tỉnh nữa đang coi như truy xét cái bọn này. Vâng, thì là cái bọn này nó ví dụ như bản thân cái thằng chủ mưu là thằng Khanh ấy là sinh năm 1964, thì nó là một cái giáo dân ở vùng Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thì trước kia nó đã có một cái tiền án, tức là bán cái tức là cái thiên thạch ấy, gọi là thiên thạch đã lừa đảo bán cái chuyện thiên thạch rồi, và nó đã đứng lên năm 2009 gì đấy, thì nó đã đứng lên phản đối cái điều 4 hiến pháp, và nói chung là nó thuộc dạng tiền án tiền sự. Mà thằng này nó cũng thứ nhất là nó ít học, nó học văn hóa, nó học đến lớp 5 thôi, nhưng mà nó là người chuyên chiêu giáo và nó có một cái tư tưởng coi như chống đảng và nhà nước mình rất là dữ dội. Và cái bản thân cái thằng Nam ấy ở phường 12 quận Tân Bình, mà cái thằng trực tiếp nó ném bom vào cái trụ sở công an của phường 12 quận Tân Bình, thì vào ngày mùng 10 thì nó cũng coi như tổ chức mọi người, và chúng nó cũng cầm cái băng rôn và khẩu hiệu và kích động mọi người đã đi ở biểu tình ở khu vực nhà thờ Đức Bà, thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì những bọn này là bọn chúng nó coi như là thứ nhất là ít học, thứ hai là chúng nó cũng thích ăn không rồi thôi. Trong cái vụ này ấy, thì bọn nó nhận tiền của cái bọn mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, cụ thể là thằng cha con thằng Thành ấy, nó nhận 100 triệu của cái triều đại Việt Nguyễn, mà do thằng Ngô Hùng ấy làm coi như là thủ lĩnh cái đấy, thì nói về cái triều Việt,
và chúng nó còn nhận thêm 20 triệu nữa của cái con Lisa Phạm. Thì các bạn đều đã biết con Lisa Phạm là như thế nào rồi, thì tổng cộng chúng nó nhận được 120 triệu thôi. Thì nói về tiền ấy, thì 120 triệu này chúng nó mua thuốc nổ ở trên Đắk Nông ấy. Thì cái giá trị cái thuốc nổ ở trên Đắk Nông thì nói chung là chúng nó mua và chúng nó vận chuyển về đây thì nó đắt tiền rồi, và sau đó chúng nó chia cho tổng cộng ví dụ là trừ ba thằng kia đi là còn bốn thằng cộng với ba thằng đang truy nã là khoảng 7 thằng đấy, bắt đầu 7 thằng thì nói chung là còn số tiền còn lại thì nó chia cho mọi người thì nó là một số thằng thì nó không đáng bao bao nhiêu cả, nhưng mà chúng nó chỉ vì cái đồng tiền đó là chúng nó coi như là gây ra những chuyện khủng bố bố này. Thì theo tôi ấy, thì lần này ấy, thì tôi cũng mong muốn là cái nhà nước mình xử bọn này thật nặng vào, mà nói chung là càng tử hình xử càng càng cái tội nặng thì nói chung là tôi càng đồng ý đấy. Lần này phải nói chung là tử hình ít nhất phải 2 thằng để cho làm gương cho những kẻ kẻ khác. Vâng, đấy là nói về cái vụ ném bom ở phường 12 quận Tân Bình. Thì chúng nó nhận tiền của cái Triều Đại Việt Nguyễn, tức là Triều Đại Việt Nguyễn này do cái thằng Ngô Hùng nó thành lập ra, tức là nó lấy là nó chúng nó nói là chúng nó là hậu duệ của cái Triều Nguyễn ở Tây Sơn. Đấy, mà trong khi đó mà cái tổ chức chúng nó thì là cái tổ chức này thì tôi cũng 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 theo dõi cũng tương đối nhiều. Đấy, tổ chức này hiện nay chỉ có tức là 4 thằng, gồm có coi như là thằng Ngô Hùng là một này, thằng Nguyên Bóng Đêm là hai, và cái thằng Huỳnh Thanh Hoàng. Mà cái thằng Huỳnh Thanh Hoàng thì các bạn cũng đều đã hiểu rồi, cái thằng này cũng là một cái thằng nhóc con, nó làm coi như là chủ một cái tiệm nail ở bên cái vùng Nam Cali, Mỹ. Vâng, thì là cái thằng này trước kia thì nó cũng tham gia cái tổ chức Đào Minh Quân, và thằng này là nó cũng chống cộng một cách khét tiếng. Thì tôi cũng có nhớ một lần mà nó lên cái kênh của thằng thằng Thái Cổ Công ấy, thì nói chung nó cãi nhau với cái ông mà gọi là Khôi Nguyên đấy. Thì khi mà ví dụ nó cãi nhau một hồi thì nó bảo ông Khôi Nguyên là cộng sản, ông Khôi Nguyên ông tức tức quá, ông bảo là mẹ thì tao là cộng sản đấy. Nhưng mà thằng Huỳnh Thanh Hoàng nó thách, và bây giờ ông cứ đến Cali đi, ông coi như đứng trước mặt tôi coi như là ông nói là cộng sản thì tôi sẽ bắn bể đầu ông đấy. Cái thằng này nói chung là nó cũng 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 nê la ở hết coi như là ở bên chính phủ của Đào Minh Quân, sau đó coi như nó bỏ cái tổ chức của Đào Minh Quân, nó sang đầu quân cho Triều Đại Việt và nó được phong tướng phong tá đấy. Mà chính cái Triều Đại Việt á thì chúng nó bốc khuếch bốc khoác, không biết là cái tiền long thì tôi nghĩ là chúng nó cũng không có nhiều, vì là nói chung ở Mỹ thì đại đa số những cái người Việt kiều ấy, thì người ta không ủng hộ cái kể cả cái bọn chống cộng cực đoan nữa, thì nó người ta, chúng nó không ủng hộ cái Triều Đại Việt Nguyễn này. Ngay cái trên cái kênh cái, nếu các bạn nào ấy, xem cái kênh của Nguyễn Trung Trực ấy, thì các bạn cũng sẽ thấy là coi như Nguyễn Trung Trực cũng tuyên bố là coi như là cứ mỗi clip, mỗi ngày Nguyễn Trung Trực làm một cái clip khoảng 2 tiếng rưỡi, thì là cứ mỗi clip thì Nguyễn Trung Trực dành ra khoảng 30 đến 40 phút coi như chửi Triều Đại Việt Nguyễn là cái chửi cái chính phủ mà Triều Việt Đại Nguyễn ấy, gồm coi như là Ngô Hùng này, Nguyên Bóng Đêm này, và thằng Huỳnh Thanh Hoàng, coi như dành ra cỡ khoảng 30 phút cho đến gần 1 tiếng để chửi cái bọn này. Thì là tức là chúng thằng Võ Trung Trực nó cũng tức là nó cái đường hướng chúng nó cũng là tất cả đều chống cộng, nhưng mà đường hướng chúng nó đi đi là khác nhau. Mà chúng nó coi thằng Võ Trung Trực nó coi như Triều Đại Việt Nguyễn ấy, là coi như là cái tổ chức coi như cộng sản năm vùng. Rồi xin chào Hà My. Hà My coi như là về đến Bình Dương rồi đúng không? Vâng, chào anh Hoàng Hoàng Gia Kỳ. Mà coi như cái tổ chức này mà, thì nó phép một cách ghê gớm. Nó nói là coi như là hiện nay ấy, thì nó có cứ khoảng độ 1 sư đoàn đấy, lính đang huấn luyện ở cái vùng mà biên giới giữa Mỹ và Mexico. Và còn ngoài ra là cái quân của chúng nó ở trong nước rất là nhiều đấy. Thì là nó bảo là coi như là hiện nay nó có khả năng là đánh chiếm được, lật đổ Đảng Cộng sản và đánh chiếm toàn bộ Việt Nam, và nó đánh chiếm được coi như 1/3 cái lãnh thổ Trung Quốc, và coi như chúng nó sẽ bắt sống ông Đặng Tiểu Bình đấy. Chúng nó nói phép nó lát như thế, mà không biết ở bên kia coi như là
đó là có cái gì, nói chung là ở bên kia thì cũng không ai tin chúng nó, nhưng mà cái vấn đề mà chúng nó muốn cái phá hoại đất nước Việt Nam mà chúng nó gửi tiền về để mà tạo cho cái bọn 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 ở trong nước, cái kẻ ham tiền lười lao động, ví dụ cha con thằng Khanh, nói chung là hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng cũng rất là nghèo, ở cái vùng mà công giáo, ở cái vùng mà Trảng Bom, Hồ Nai Trảng Bom thì là rất là nghèo, mà nó chống cộng coi như từ xưa đến giờ rồi, mà chính thức là cha con thằng này ấy, thì có liên hệ với thằng Ngô Hùng để mà coi như là thực hiện cái vụ mà vụ mà ném bom vào cái công an phường 12 quận Tân Bình, mà cũng thực tế ra cũng là mà trong cái cuộc họp báo hôm qua thiếu tướng Phan Thanh Bình nói là cái vụ này mình sẽ khám phá ra sớm, nếu mà ví dụ không khám phá ra sớm ấy, thì chúng nó sẽ gây ra biết bao nhiêu những cái vụ nổ khác nữa đấy các bạn ấy. Chỉ có 200 gram mà chúng nó chế tạo được hai cái của bom đấy, hai quả bom, mà còn ngoài ra khi mà công an khám nhà chúng nó thì còn 10 kg coi như là thuốc nổ TNT và coi như 38 cái ngòi nổ, cộng với lại coi như còn 8 cái quả coi như là chúng nó đã chế tạo xong rồi. Đấy thì các bạn cũng thấy là bây giờ ví dụ 10 kg kia mà chúng nó chế tạo thành cái thuốc nổ thì nó được biết bao nhiêu những cái quả nổ, đúng không? Cái các bạn 200 gram, cái kia là 10 kg chúng nó chế tạo được biết bao, và chúng nó coi như là gây cho cái xã hội Việt Nam, hoặc những cái trụ sở, những cái công an phường hoặc các nhà cán bộ công an thì biết bao những thiệt hại. Cho nên là cái vụ này ấy, mà khi mà công an đã khám phá được và nó dùng truy tố thì tôi cũng rất là mong cái pháp luật ở Việt Nam mình xử tử hình chúng nó, để mà coi như là làm gương cho những cái kẻ khác. Vâng, thì hôm qua coi như trong cái cuộc họp báo đấy thì là thiếu tướng Phan Anh Minh và coi như là bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị coi như bộ ngoại giao mình liên hệ với bộ ngoại giao Mỹ chẳng hạn, bộ ngoại giao Mỹ, để mà ví dụ như là mình dùng cái phương pháp ngoại giao để mà cho cái bộ ngoại giao Mỹ có một biện pháp nào đó đối với những cái bọn mà khủng bố ở bên, tức ở bên bên Mỹ, tức là hiện nay tất cả các nước trên thế giới ấy, thì là nói chung là đối với cái tội mà khủng bố thì người ta rất là kỵ, mà nhất là bây giờ ví dụ nước Mỹ là một nước hiện nay đang bang giao với Việt Nam thì cũng không thể chứa chấp được cái bọn mà gọi như đang tâm khủng bố ở một cái nước mà Việt Nam có chủ quyền mà độc lập như này. Thì sắp tới theo thì ngày mùng 8 cho đến ngày mùng 10 coi như ông Pompeo, coi như trước kia làm giám đốc CIA, thì từ tháng 4 thì ông đã được tổng thống Trump bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao, thì hiện nay thì ông đang ở Bắc Triều Tiên, thì từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 thì ông Pompeo, bộ trưởng bộ ngoại giao Mỹ, sẽ đến thăm Việt Việt Nam, và Việt Nam là cái nước đầu tiên khi từ kể từ khi ở Đông Nam Á ấy, mà kể từ khi ông Pompeo ông nhậm chức bộ trưởng bộ ngoại giao là ông đến thăm nước Việt Nam, là nước đầu tiên ở Đông Nam Á, thì chứng tỏ rằng là những cái quan hệ về cái đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ thì hiện nay cũng nâng lên được một cái tầm cao mới. Thì theo tôi nghĩ là cái bộ ngoại giao mình thì nhân dịp cái ông Pompeo ông ấy sang thăm Việt Nam cái từ ngày mùng 8 đến một ngày mùng 10 sắp tới đây, hôm nay là ngày mùng 6 thì cỡ khoảng ngày kia thì ông sẽ sang thăm Việt Nam, thì bên bộ ngoại giao mình sẽ có cái đề đạt đến bộ ngoại giao Mỹ và tìm cách làm áp lực để cho cái bọn mà gọi là chủ mưu khủng bố ở bên Mỹ chúng nó phải câm tất cả, là chúng nó phải coi như không được chống lại một cái nước, một quốc gia có chủ quyền và có một cái sự bang giao rất là mật thiết đối với chính phủ Mỹ. Vâng.